Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nhiều khách hàng cho biết vẫn tiếp tục phải trả các khoản phí dù tài khoản có số dư không đồng và thời gian dài không phát sinh giao dịch. Theo báo Người Lao Động, chị Nguyễn Phương, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị đang đi một vòng các ngân hàng để đóng tài khoản không sử dụng, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ATM, trong đó có ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank. Tôi quyết định đóng tài khoản không sử dụng tại ngân hàng Đông Á sau khi đồng nghiệp cùng cơ quan cũng vừa đóng tài khoản tại ngân hàng này, mở từ thời sinh viên hơn chục năm trước. Không sử dụng nhưng vẫn bị tính phí gần 450.000 đồng. Đây là phí thường niên, nhân viên ngân hàng nói mỗi năm sẽ ghi nợ phí 50.000 đồng trên tài khoản dù số dư về không đồng từ lâu. Chị Phương lo lắng. Thông tin ngân hàng Đông Á vẫn ghi nợ phí thường niên hàng năm 50.000 đồng trên tài khoản dù số không đồng khiến nhiều người tá hỏa rủ nhau đi đóng tài khoản, bởi rất nhiều tài khoản tại ngân hàng này được khách hàng mở từ thời sinh viên cả chục năm trước. Bạn tôi vừa tốn hơn 1 triệu đồng tiền phí khi đi đóng tài khoản mở tại ngân hàng Đông Á, nhân viên nói là phí thường niên hàng năm. Tôi cũng có thẻ ATM đầu tiên mở tại ngân hàng này đến giờ khoảng 15 năm và tài khoản cũng ngừng sử dụng từ lâu, vậy ngân hàng vẫn đang ghi nợ phí mỗi năm. Nếu quy định là vậy, tại sao hàng quý hoặc hàng năm ngân hàng không thông báo cho tôi qua tin nhắn, email và tôi không biết gì cho đến khi đi đóng tài khoản? Anh Khánh, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc. Sau làn sóng hối hả đi đóng tài khoản ngân hàng không sử dụng từ vụ chủ thẻ tín dụng Exim Bank xài 8,5 triệu đồng bị báo nợ 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm và việc Exim Bank vẫn ghi nợ phí SMS Banking đối với tài khoản có số dư không đồng ngừng sử dụng từ lâu. Nhiều bạn đọc cho biết một số ngân hàng khác vẫn đang tính khoản phí này. Chị Ngọc Thanh, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh kể, chị vừa đóng một loạt tài khoản đã ngừng sử dụng, trong đó có tài khoản ngân hàng BVcombank không sử dụng hơn nửa năm nay. Khi tới quầy, nhân viên ngân hàng nói tôi đang nợ 6 tháng phí duy trì tài khoản với mức phí là 22.000 đồng trên tháng. Nếu muốn đóng tài khoản này, ngoài việc nộp đủ số tiền phí duy trì tài khoản đang nợ, tôi còn phải nộp thêm phí đóng tài khoản là 55.000 đồng. Nhân viên giao dịch nói nếu tài khoản không đủ số dư cũng sẽ ghi nợ 22.000 đồng trên tháng và cộng dồn cho đến khi có phát sinh số dư sẽ cứng trừ. Trường hợp tài khoản bằng không, khoản phí cũng sẽ cộng dồn tương tự nhưng mức phí duy trì tài khoản về còn 11.000 đồng trên tháng, chị Thanh kể. Về phía BVcombank, ngân hàng này cho biết khách hàng được thông báo đầy đủ về các điều khoản mở tài khoản, sử dụng tài khoản khi thực hiện việc ký kết mở tài khoản thanh toán và công bố, cập nhật thường xuyên thông tin về biểu phí trên website ngân hàng. Hiện tại mới có Exim Bank thông báo hủy chính sách thu phí đối với số dư tài khoản không đồng và lâu không sử dụng, trong khi nhiều ngân hàng khác vẫn áp dụng cách tính phí là ghi nợ cho khách hàng dù tài khoản đó có thể cả chục năm không sử dụng. Một lãnh đạo ngân hàng đang thu mức phí này giải thích do ngân hàng ông không áp dụng số dư tối thiểu, tức số dư tài khoản có thể không đồng nên không thể đóng tài khoản của khách hàng. Các biểu phí và mức phí cụ thể cũng được ngân hàng công khai và thông báo khi khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng lập luận nếu tài khoản về không đồng trên 12 tháng mà ngân hàng không có động thái thông báo cho khách hàng để tiếp tục sử dụng hoặc đóng tài khoản là không sòng phẳng. Đồng thời, việc quản lý tài khoản ngừng hoạt động nhiều năm trên hệ thống của các ngân hàng đang được thực hiện ra sao? Trưởng phòng thẻ, một ngân hàng thương mại lớn nhìn nhận, ngân hàng ông đang áp dụng chính sách nếu tài khoản ngừng sử dụng trên 12 tháng sẽ yêu cầu các chi nhánh loại ra khỏi danh sách thống kê hàng tháng để số liệu bất ảo, giảm nguồn lực theo dõi, sao kê các tài khoản này. Một số ngân hàng khác cũng đóng băng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 6 đến 12 tháng. Khi khách hàng sử dụng sẽ đăng ký kích hoạt lại và không tốn phí. Do đó, nhiều khách hàng cho rằng các ngân hàng nghiên cứu thay đổi chính sách thu phí đối với tài khoản số không đồng và lâu không sử dụng. Nếu vẫn thu thì phải có kênh thông báo để khách hàng biết mình đang nợ phí và đóng tài khoản khi không có nhu cầu sử dụng. Trong khi nhiều chủ thẻ nói rằng một số ngân hàng âm thầm thu phí, ngân hàng cho rằng họ làm vậy là đúng quy định. Theo ghi nhận, rất nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Người Lao Động về việc đang bị Exim Bank ghi nợ khoản phí SMS Banking, phí quản lý tài khoản thu nếu số dư trong tài khoản dưới 300.000 đồng.
Kết quả, sau thời gian dài không sử dụng, đến khi đóng tài khoản, khách hàng được yêu cầu phải đóng phí từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng. Vấn đề là tại sao ngân hàng không thông báo định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm cho khách hàng rằng khách đang nợ khoản phí này. Chỉ đến khi đi đóng tài khoản mới biết. Tài khoản Exim Bank của tôi đã không sử dụng từ năm 2019-2020. Đến nay, số dư tài khoản không đồng vẫn tiếp tục bị tính phí và bây giờ yêu cầu trả gần 700.000 đồng mới được đóng tài khoản. Chị Đỗ Phượng, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn. Không chỉ Exim Bank, Đông Á cũng là một trong những ngân hàng đang áp dụng việc thu phí khi số dư tài khoản về không đồng trong nhiều năm. Anh Hồ Thanh, ngụ quận Bình Thạnh cho biết, chiều 19 tháng 3, anh ra chi nhánh ngân hàng Đông Á kiểm tra tài khoản mở từ hồi sinh viên hơn chục năm trước và phát hiện đang nợ phí SMS banking của ngân hàng này hơn 450.000 đồng. Nhân viên ngân hàng nói hơn chục năm nhưng tài khoản vẫn đang hoạt động. Nếu giờ muốn hủy, đóng tài khoản thì tôi phải trả hết các khoản phí nợ này dù tài khoản tôi đã về không đồng từ nhiều năm nay, anh Thanh kể. Theo tìm hiểu, nhiều năm qua, chủ thẻ ATM phải chi trả phí thường niên, phí quản lý tài khoản, số tài khoản gắn liền với thẻ ATM, phí nhận tin nhắn SMS về số tiền trong tài khoản biến động. Tuy nhiên, khi thẻ ATM hết thời hạn sử dụng, số tiền trong thẻ chỉ còn không đồng. Nếu chủ thẻ không yêu cầu gia hạn hoặc làm thẻ mới, thì một số ngân hàng vẫn duy trì số tài khoản để tính phí quản lý khoảng 100.000 đồng trên năm. Sau đó, nếu chủ thẻ nộp tiền vào tài khoản, ngân hàng sẽ thu phí này. Giả sử chủ thẻ ATM không sử dụng số tài khoản này trong hàng chục năm, thì số phí quản lý tài khoản họ phải trả là không nhỏ. Điều đáng nói là lâu nay, nhiều ngân hàng mập mờ trong việc thu phí. Điều này biểu hiện qua việc ngân hàng không cung cấp thông tin trên cho khách hàng biết, không thông báo cho chủ thẻ ATM đóng số tài khoản thẻ để tránh việc đóng phí quản lý. Như tại Exim Bank, Đông Á, một số chủ thẻ cho biết không nhận được thông báo nào từ ngân hàng về việc số tài khoản thẻ vẫn tồn tại và sẽ bị tính phí quản lý. Từ đó, các chủ thẻ cho rằng ngân hàng không minh bạch, không cung cấp thông tin để tận thu khách hàng. Liên quan đến thẻ tín dụng, những người đã quen dùng cũng như mới tiếp cận đều ngạc nhiên. Nhiều người dùng đến từ ngã ngửa nếu biết thực sự các khoản phí mà ngân hàng áp cho chủ thẻ. Ví dụ, đối với thẻ tín dụng, một số những khoản phí khiến nhiều người không nghĩ tới là phí thường niên. Rất nhiều ngân hàng không cung cấp trực tiếp cho khách hàng thông tin lãi suất thẻ tín dụng. Cụ thể, từ 26% đến 33% trên năm, cách thức tính lãi suất, thu phí thường niên 1 đến 3 triệu đồng trên năm và thu thêm các loại phí dịch vụ khác. Điều này khiến nhiều chủ thẻ khi không có nhu cầu sử dụng cũng không yêu cầu hủy, đóng thẻ và bị thu phí thường niên. Nhiều người khi được mời mở thẻ tín dụng, nhân viên ngân hàng chỉ quảng cáo những ưu điểm, ưu đãi của thẻ mà không khuyến cáo đầy đủ về các mức phí, lãi suất, nhất là phí thường niên từ năm thứ hai trở đi. Trong khi đó, nguyên tắc tính lãi suất thẻ tín dụng, lãi nhập gốc là phổ biến trên thế giới. Có điều, cho lãi nhập đến tận mức độ nào lại tùy từng ngân hàng. Chị Lê Thị Minh Nguyệt, quận Gò Vấp, chủ thẻ tín dụng Vietbank cho hay, nhiều năm qua, chị không được ngân hàng này thông báo về việc thu phí sao kê gửi đến nhà theo đường bưu điện, được cộng gộp vào số tiền lãi. Từ đó, chủ thẻ không biết được đâu là phí dịch vụ, đâu là số tiền lãi để yêu cầu ngân hàng hủy bỏ dịch vụ gửi sao kê đến tận nhà nhằm giảm thiểu chi phí. Đến đầu năm nay, tuy tôi tất toán đủ nhưng hàng tháng vẫn bị báo nợ 30.000 đồng. Liên hệ với Vietbank, tôi mới biết được số tiền này là phí sao kê gửi đến tận nhà hàng tháng theo đường bưu điện. Có phải nhà băng đưa ra thông tin mù mờ để âm thầm thu phí dịch vụ thẻ tín dụng? Chị Nguyệt đặt vấn đề. Những người lên tiếng chỉ là số ít trong số các chủ thẻ hiện tại, từ vụ khoản nợ 8,8 tỷ từ trên trời rơi xuống khách hàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.